But now there isn't. Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Như hồi xưa trong thị trấn này có một cái rạp chiếu bóng, nhưng bây giờ không còn nữa. There used to be, đã từng có. Em nhớ cái đó nhé, để khi đi đại học cái chỗ này nó làm nhiều người hoang mang lắm. There used to be. Rối mất một câu là uổng của các em. Ok. Rồi kế tiếp các em nhìn vô kia. Thầy lấy dụ thủ kế tiếp này. She used to have. Cô ấy đã từng have. Có gì nào? Really long hair. Really long hair. Là một bộ tóc thật sự là dài. Really long hair. Nghĩa là cô đã từng có một bộ tóc rất là dài. Thật sự là dài. But nhưng her hair is short now. Nhưng mái tóc của cô ấy bây giờ thì ngắn rồi. Nghĩa là cắt mất rồi. Hay là vì theo kiểu modern gì đó. Cho nên cắt mất rồi. Nhưng trước đây cô đã từng có một bộ tóc rất dài. She used to have really long hair. Em thấy chưa? Nhớ sau used to động từ nguyên mẫu nhé các em. Nguyên mẫu mà. Và đó là cái động từ, cái cụm từ used to là đã từng các em nhé. Và những cái đó hết sức quan trọng. Bởi vì trong chắc chắn trong đề thi các em thế nào cũng có đụng phải. Ít nhất là mấy câu. Cho nên nhìn kỹ một lần thôi là sau các em làm bài. Ok. Và làm bài cho thật tốt. Thầy mong các em hiểu được nhé. Thầy nhắc lại cái phần này là gì? You too là đã từng. Mà phủ định thì didn't you too. Lúc đó you không còn đi nữa. Và câu nghi vấn thì đặt nít ở đầu câu. Rồi chủ từ, rồi you too đằng sau. Cũng không có đi. Nhé các em. Và như thế. Ta qua phần kế tiếp các em nhé. Đây. Hết cái phần đó rồi. Thì đó là cái phần đã từng. Mà bây giờ phần số 2 ta bước qua. Là phần be you too. Đây. Be you too lúc nãy đầu tiên thầy nói có nghĩa là gì các em? Có nghĩa là gì nào? Là quen với, thích hợp với. Như vậy các em nhìn thấy hình thức ở trên coi. Động từ be you too. Cộng. Làm sao đây? Hình thức này, chủ từ cộng với be you too. Quen với, thích hợp với. Nhưng sau đó động từ nếu có phải thêm -ing vào. Tức là quen với cái việc gì đấy. Thì ta phải thêm -ing vào. Đó là cụm từ be you too cộng động từ thêm -ing đằng sau. Lúc nãy là you too cộng động từ nguyên mẫu thôi. Mà bây giờ có be vào rồi. Là có nghĩa là quen với, thích hợp với. Thì ta phải động từ thêm -ing đằng sau. Nhớ các em. Như vậy. Đó là hình thức của nó. Bây giờ cách sử dụng you. Nhớ các em. Rồi. We use. Chúng ta sử dụng chữ be you too cộng động từ thêm -ing. Để to say that. Để nói rằng. Something is normal. Not unusual. Để nói rằng cái gì nào? Một cái điều gì đó thì là bình thường. Thường thường, thường xuyên, thường thường. Not unusual. Không có bất thường. Không có thường xuyên. Not unusual. Nghĩa là không có luôn luôn xảy ra. Dùng cái từ đó. Nghĩa là quen với gì đó. Không phải bất thường. Thí dụ. I'm used to living on my own. Đấy. Tôi đã từng, đã quen với việc gì nào? I'm used to, tôi đã quen với gì? Living, sống on my own. Một mình tôi rồi. Đấy. I've done it for quite a long time. Tôi đã làm điều đấy for quite a long time, trong một thời gian khá lâu rồi. Tức là tôi thường sống một mình. Live on my own. Sống một mình thôi. Ví dụ thế. Đã từng, đã quen với việc đó. I'm used to living. Hoặc là câu thứ hai này. Jack Henley in England for over a year. Anh Jack đã sống ở nước Anh được hơn một năm. So, vì thế, he's used to driving on the left now. Anh ấy làm gì đây? Anh đã quen việc lái xe bên trái bây giờ rồi. Nghĩa là anh Jack đã làm việc, anh sống ở nước Anh được hơn một năm nay. Và vì thế anh đã quen với việc lái xe bên trái rồi. Bây giờ anh quen rồi. He is used to driving on the left now. Quen với việc lái xe. He is used to driving. Okay. Rồi, ví dụ kế tiếp các em nhìn vô nào. They were always live in hot country. They were always họ đã sống luôn luôn sống in hot country, ở trong cái đất nước quốc gia mà nóng bức, in hot country. So vì thế they aren't used to the cold weather here. Vì thế họ không quen với gì nào? The cold weather. Thời tiết giá lạnh ở đây. Họ đã luôn sống ở trong đất nước nóng bức rồi. Vì thế họ không có quen với they aren't used to the cold weather here. Đó. Các em thấy không? Câu phủ định là gì đây? Em nhìn thấy câu trên này thì cho câu phủ định đấy.
Câu xác định để be là chia động từ to be ra, các em nhớ nhá. Đấy, chủ từ đi ứng với động từ to be như thế nào thì các em học rồi. Chị I phải đi với chị em, you thì đi với chị A, he, she, it đi với chị E, we, they đi với chị A luôn. Sau đó là với you to đằng sau, ứng với sau. Ví dụ như câu đầu tiên, I am you to living. Hoặc câu thứ hai, he is you to driving. Nhưng nếu câu phủ định thì các em thêm not đằng sau động từ to be như thường, như các em vẫn thường làm. Giống như câu số 3, thì thầy thí cho các em, they are you to the cold weather here. Đó nhé, động từ be you to. Đó. Ta qua phần kế tiếp kèm nhé. Từ phần thứ ba thì muốn nói từ get you to cũng tương tự như thế, mà nó nói một cái chút xíu hơn một tí thôi. Get you to, các em nhìn thấy hình thức get you to cũng cộng động từ thế minh giống như là be you to đằng trước. Thích hợp với cái gì đó. Thí dụ chúng ta dùng, thí dụ ở dưới kèm cách sử dụng này, will you get you to cộng verb in đằng sau để gì nè? To talk about the process of something becoming normal for us. Để nói về một cái quá trình, the process, quá trình of something của một cái gì đó mà becoming normal for us, trở nên thông thường với chúng ta. Tức là thích hợp với làm điều gì đó. Đó là các em, ví dụ ở dưới, I didn't understand the action when I first moved here, but I quickly got used to it. Tôi đã không hiểu, I didn't understand the action, cái dấu nhấn. When I first moved here, khi mà lần đầu tiên tôi đến đây, chuyển tới đây, but nhưng I quickly got used to it. Nhưng tôi đã mau chóng là gì? Làm quen với nó,